Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ngắn Người khách lạ của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Căn biệt thự đồ sộ chiếm một diện tích mênh mông cuối con đường Hàm Nghi phía đông thị xã là tư thất của đồng chí Vũ Duy Nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, mới rầm rộ an tân ra cách đây gần 4 tháng. Chưa cần vào bên trong để xem cách trang trí nội thất như thế nào, mà chỉ mới quan sát đối thiết kế ngoại vi quanh nhà, người ta đã biết ngay chủ nhân là người rất chú trọng đến phong thủy. Điều này cũng chẳng có gì lạ, những năm gần đây, phong thủy đã trở thành một cái mốt thời thượng. Đến nỗi tất cả các nhà hàng, các khách sạn và thậm chí sòng bài, chủ nhân đều bài trí theo phong thủy để chiều theo thị hiếu của khách. Dĩ nhiên có người chỉ coi đó là một nét văn hóa Á Đông hoặc một kiểu trang trí lạ mắt nhưng cũng có người tin phong thủy mãnh liệt như một niềm tin tôn giáo. Chủ tịch nhất nằm trong nhóm những người này, luôn luôn bám sát phong thủy và hết lời ca ngợi sự kỳ diệu của môn lý học huyền bí này. Hôm liên hoan mừng nhà mới, có đồng chí thứ trưởng là bạn học cũ của ông, từ Hà Nội về dự, tò mò tham quan hết lượt từ trong ra ngoài, luôn miệng trầm trồ khen ngợi, rồi dừng lại ở mảnh vườn bên hông nhà, gật cù bảo. Hoành tráng cực kỳ, vị trí rất đẹp. Chỉ ở tỉnh mới có chứ về Hà Nội thì tất đất tất vàng, lấy đâu ra. Chủ tịch nhất đang khoan khoái lắng nghe, thì ông bạn thứ trưởng chỉ mảnh vườn nước chảy róc rách và thêm. Lại cái trò phong thủy chứ gì, nhìn thoáng là biết ngay. Chỉ béo mấy đứa xưng là thầy phong thủy, nói nhăng nói cội ăn tiền, tớ chả có dạ Chủ tịch nhất cười ngượng nghịu đưa cốc rượu lên uống một hớp nhỏ. Bà Nhất đứng bên cạnh, vội đỡ lời chồng. Tôi cũng bảo như thế, nhưng mà ông nhà tôi thì cứ cãi không à. Là có kiêng thì có lành, trả tốn bao nhiêu mà mình an lòng. Nói câu ấy, bà Nhất nhớ lại chuyện một bà bạn có cửa hàng bán mỹ phẩm lớn nhất thị xã, làm ăn rất phát đạt ngay từ buổi khai trương. Một hôm có người giới thiệu thầy Phong Thủy ghé thăm. Thầy nhìn thoáng qua rồi đề nghị để thầy trang trí lại nội thất tiền công thầy tính giá đặc biệt là 5 triệu đồng. Bà chủ tiệm lắc đầu lia lịa xua tay từ chối. Không không, không phải là chuyện tiền bạc. Nhưng mà tôi không có muốn thay đổi gì cả. Từ ngày mở cái hiệu này ra đến bây giờ, 3 năm rồi. Nhờ rồi, buồn may bán đắt lắm. Sửa chữa làm cái gì? Không khéo ở lợn lành, ở hóa lợn què đó. Thôi thôi, cảm ơn ông. Thầy Phong Thủy nghiêm mặt hỏi. Thế bà tuổi gì? Đáng lẽ không nên trả lời mới phải nhưng chủ nhà lại buột miệng đáp. Tôi tuổi dậu, kỷ dậu. Thầy lầm nhầm bấm đốt ngón tay rồi trịnh trọng nói. kỷ dậu tức là sinh năm 1969. Tùy bà, mấy năm nay bà làm ăn khá, nhưng bà không nghe lời tôi. Thì hai năm nữa bà sẽ biết, bà sẽ thấy hậu quả. Hai năm nữa thôi, tôi sợ là trắng tay đấy bà. Bà bạn đưa thầy phong thủy tới cũng chen vào. Ôi giời ơi, thầy nói chưa sai bao giờ mình không có thấy được tương lai nhưng mà thầy thì thầy thấy rõ lắm vận đen nó đến có ai mà lường trước được đâu chủ nhà bắt đầu hoang mang thì thầy lại thêm tôi không nỡ nhìn cái cảnh ấy cho nên tôi mới ra tay giúp bà chứ khách của tôi tôi nói thật đẩy ra không hết vài triệu bạc thì có thấm vào đâu so với cái thu nhập của tôi bà xem lại đi chủ nhà đăm chiêu một lúc lại thêm cô con gái hai mươi tuổi đứng bên cạnh ngước nhìn mẹ khẩn khoản nói nhỏ Mẹ ơi, tiếc gì 5 triệu đâu mẹ, nhờ thầy đi mẹ. Bà đành gật đầu vì bà cũng đang nghĩ giống cô con gái. Cửa hàng của mình đang làm ăn phát đạt mà lão bảo hai năm nữa có thể trắng tay. Chả biết lão nói đúng hay không, nhưng thả thí cô hồn cho lão 5 triệu để mua lấy sự bình an trong lòng. Cái lối coi phong thủy bằng cách hăm dọa như thế đã mang lại lợi nhuận rất lớn cho ông thầy mặt dày vì ai cũng sẽ nghĩ như bà thả quăng ra ít tiền còn hơn cứ ngay ngáy lo âu sợ cái tương lai đen tối nó ập đến như thầy tiên đoán mà thầy bạo mồm thật thậm chí còn dám bảo người ta là nếu không để thầy xoay lại nội thất thì sang năm trong nhà sẽ có người bị mù rồi từ từ cả nhà sẽ mù hết thầy nói thế thì ai còn dám từ chối câu chuyện thầy phong thủy đòi trang trí lại nội thất của cửa hàng mỹ phẩm xảy ra đã hai năm. Mỗi lần vợ chủ tịch nhất ghé thăm, bà chủ đều nhắc lại và phân vân nói. Thì hai năm nay, nhờ rời, cửa hàng của em lúc nào cũng đông khách. Thế đấy, bà cũng thấy đấy. Các công ty mỹ phẩm, các đại lý, người ta tin tưởng nên người ta giao hàng trước, sáu tháng sau người ta mới tính tiền. Đâm ra là em cứ phân vân, em tự hỏi là giả như mà không có cái ông thầy phong thủy nhúng tay vào cái cửa hàng của em á, thì không biết là cái tình hình buôn bán có được khả quan như thế này hay không. Thành ra cho đến bây giờ em cũng chả hiểu là mình tốn cho lão 5 triệu là xứng đáng hay là phí phạm hay là bị lão lừa. Bà Nhất cứng rắn đáp ngay. Tôi thì tôi biết ngay là bà bị lão lừa. Lão dọa để bà sợ, phải cống tiền cho lão. Hàng bà bán chạy là vì chất lượng tốt, hợp với sở thích của khách hàng. Và lại cái lúc này kinh tế thịnh vượng chứ không có dính dáng gì đâu tới phong thủy. Bà bạn chép miệng thở dài. Thú thật là em chả biết như thế nào. Tức lão thì em vẫn tức. Nhưng mà có lắm lúc thì em tự nhủ. Giá như mà không có lão á, biết đâu chừng em xuống dốc hay là lại trắng tay rồi. Rồi nhờ lão mà chả có việc gì xảy ra. Bà Nhất đã không tin phong thủy. Từ ngày nghe người bạn kể chuyện này lại càng mất hết cảm tình với các thầy phong thủy. Nhưng ông Nhất thì trái lại. Ừ. Niềm tin của ông sắt đá lắm, không ai lay chuyển nổi. Ông mua đất xây nhà mới, thiết kế trong ngoài, đều bám sát theo lời chỉ dẫn của các thầy phong thủy. Không phải ông cầu cho công danh sự nghiệp thăng tiến. Thăng làm gì nữa, khi ông đã là ủy viên Trung ương Đảng, đang nắm chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, nghĩa là làm vua một cõi với tất cả mọi quyền hành và lợi nhuận. Ông đâu có thích về Trung ương, không mê làm bộ trưởng hay thứ trưởng, Thậm chí ngay cả cái chân ủy viên bộ chính trị ông cũng không ham Bởi tiếng thì lớn mà quyền hành chẳng có bao nhiêu trừ chức vụ thủ tướng Tình hình ngày nay thay đổi lắm rồi Không còn như thời chiến hoặc những năm đầu của thời hậu chiến Lúc phe bảo thủ còn quá mạnh Ông là thành phần trẻ ngoi lên sau chiến tranh Khi thế giới đã bước sang thời đại Internet Khi mà dép dâu nón cối đã vào hẳn trong dĩ vãng Để thay bằng Mercedes và điện thoại iPhone đắt tiền đảng viên trung ương bây giờ dám ngang nhiên có vợ bé có đào trẻ đạo đức cách mạng chỉ còn là dư âm của thời nghèo đói mà thôi ông cứ nhắc mãi với vợ ông là làm nhà theo phong thủy không phải để vươn lên mà chủ yếu chỉ để giữ lại để bảo vệ những gì ông đang có thế thôi dù không tin bà vợ cũng gật đầu nhất trí bởi bước đường công danh của chồng bà mấy năm nay toàn gặp may mắn bất ngờ có lúc ngồi uống rượu với bạn bè, ông khề khà bảo. Những người như cánh chúng mình lớn lên sau chiến tranh, tức là đã may mắn lắm rồi. Ý thức rõ ràng như vậy cho nên ông cần phải bám lấy bất cứ cách nào để duy trì cái may mắn ấy. Và một trong những cách ông tin rằng hữu hiệu là phải theo sát mọi lời chỉ dẫn của thầy Phong Thủy. Trước hết, ông xây căn nhà đồ sộ dựa lưng vào sông. Dòng sông nhỏ vốn ngày xưa chỉ là con kênh đào dẫn nước thủy lợi lâu dần biến thành con sông nước trong xanh đưa làn gió thoáng mát quanh năm vào nhà ông ông giải thích đơn giản cho bà vợ hiểu rõ tâm ý của ông ông nói phong tức là gió thủy là nước làm nhà đã chủ yếu cần ở nơi cao giáo có gió và phải có nước càng nhiều nước thì càng tốt vì ông bà mình vẫn có câu là tiền vào như nước cơ mà bởi vậy tôi dứt khoát lấy cho bằng được mảnh đất này cả thị xã đó, chả có cái chỗ nào thoáng bằng cái chỗ này. Bà vợ dè dặt góp ý. Thôi thì ông muốn làm gì ông làm. Tôi không biết. Nhưng mà đừng có phô trương quá. Cánh nhà báo bây giờ nó soi mói lắm đấy. Chủ tịch nhất hừ một tiếng rồi gằn giọng Tôi là tôi chúa ghét cái đám nhà báo. Nhưng bà cứ yên trí. Bố bảo chúng nó cũng chả dám động vào tôi. Đứa nào ngo ngoe tôi cho công an cùm tuốt, tống vào tổ. Rồi ông lái xe chậm chậm chạy qua chạy lại mấy vòng trên khu đất ông sắp xây nhà, vừa được dọn dẹp sạch sẽ. Ngày trước trên mảnh đất này là nhà máy dệt và xưởng nhuộm vải có cái tên rất hấp dẫn là Chiến Thắng. Vì không huy động được thêm vốn đầu tư, ban giám đốc cứ để cho nhà máy càng ngày càng xuống cấp, non sơ xác hoang tàn. Công nhân thì làm việc lấy lệ, đủ một ngày 8 tiếng để lĩnh đồng lương ít ỏi. Chẳng còn ai tha thiết, nhưng vì thời buổi việc làm khan hiếm, nên cứ đành phải bám trụ thủa xưa trong thời bao cấp nhà nước đưa ra cái gì nhân dân phải nhận cái ấy không có sự lựa chọn nào khác ngày nay theo cơ chế thị trường hàng nội không đủ chất lượng để cạnh tranh với hàng ngoại nên những xấp vải do xưởng dệt chiến thắng sản xuất ra cứ ùn đóng lại không ai tiêu thụ đã thế bao nhiêu thuốc nhuộm phế thải cùng các hóa chất dư thừa công nhân đều thản nhiên đổ bừa xuống sông chẳng có một chút ý niệm gì về ô nhiễm. Báo chí và dân chúng quanh vùng liên tục than phiền bởi rất nhiều căn hộ dọc theo bờ sông ngày ngày vẫn phải múc nước tắm rửa hoặc thậm chí nấu ăn. Đơn khiếu nại gửi khá nhiều lên văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ tịch nhất phân vân chưa có phương hướng giải quyết thì tình cờ một hôm có nhà ngoại cảm lái ô tô từ Hải Phòng về thị xã của ông trên đường đi tìm Hải Cốt, đó là Hoàng Nga một phụ nữ tuổi mới ngoài 30 theo bước chân bà Phan Thị Bích Hằng nhưng tiến xa hơn một cấp. Là chẳng những Hoàng Nga có khả năng tìm hài cốt mà còn cung cấp luôn dịch vụ gọi hồn để thân nhân còn sống có thể nói chuyện với người quá cố qua trung gian nhà ngoại cảm. Từ vài năm nay khi nhà nước có chính sách bồi thường liệt sĩ bằng tiền mặt cho bất cứ gia đình nào tìm được hài cốt của bộ đội hoặc cán bộ bị chết hay mất tích qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ thì hàng loạt các nhà ngoại cảm bỗng dưng nối đuôi nhau xuất hiện, không biết họ từ đâu ra hoặc học ở trường nào, nhưng chắc chắn họ là những người có óc sáng tạo, biết nắm bắt thời cơ, bởi ngày này sẽ không kéo dài được lâu, cần phải lanh tay lẹ mắt. Và lạ hơn nữa là có những nhà ngoại cảm đã từng bị bắt đi tù về tội lường gạt mà khi được thả vẫn có người mướn đi tìm thân nhân như thường. Thế là từng đống hài cốt được khuân đến nộp cho ủy ban để lãnh tiền theo chính sách trong đó dĩ nhiên có cả xương trâu xương bò và nhiều loại xương động vật khác không sao vì chính ủy ban kiểm tra sẵn sàng thông đồng để ăn chia hân hoan ký giấy xác nhận toàn là xương người xương đồng đội bị bỏ lại trên chiến trường hoặc được vùi nông dưới ba tấc đất giữa lúc khói lửa bây giờ hòa bình lập lại phải đi tìm cho bằng được để tỏ lòng tri ân lớp người nằm xuống bà bích hằng nổi tiếng một thời giờ không còn giữ thế độc quyền được nữa hàng chục nhà ngoại cảm khác, nữ cũng như nam, xuất hiện suốt ngày bận tiếu tiết vì thân chủ đi tìm quá đông. Hoàng Nga là một trong những nhà ngoại cảm đột xuất ấy, rất trẻ trung, năng nổ và biết cách làm cho mình đẹp. Hơn thế nữa, Hoàng Nga lại vượt hẳn các đồng nghiệp khác là có xe hơi, ăn mặc thời trang và sách pop LV, trông giống như một chuyên viên địa ốc cao cấp hoặc một nhà đầu tư của ngân hàng, chứ không phải một người đàn bà xuề xòa, chuyên đi tìm hải cốt và gọi hồn. Trước khi về thị xã, Hoàng Nga đã liên lạc với một người quen, thuê phòng khách của họ để làm văn phòng tiếp thân chủ. Bà Thục, chủ nhà, có nhiệm vụ đi lang thang khắp phố phường, quảng cáo sự hiện diện hiếm có của nhà ngoại cảm Hoàng Nga để ai cần tìm hải cốt thân nhân thì đến gặp. Cô con gái đầu lòng 24 tuổi của bà Thục thì làm thư ký, trả lời điện thoại, đăng ký khách hàng và hẹn giờ để Hoàng Nga tiếp chuyện. Ngay hôm họ Nga mới khai trương văn phòng, bà Thục đã thi hành nhiệm vụ nói oan oang ngoài chợ. Ôi giời ơi, cô ấy giỏi lắm. Nhưng mà cứ bận suốt á, nên chỉ nán lại đây độ hai tuần là cùng thôi. Người ta mua vé máy bay mời cô đi khắp mọi nơi, cả vào trong thành phố Hồ Chí Minh nữa. Rồi nhân thấy nhiều người hiếu kỳ vây quanh lắng nghe, bà liền kể thêm câu chuyện mà Hoàng Nga mới nói với bà tối hôm qua. Đây 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 đây, tôi nói cho mẹ tôi kể câu chuyện này cho mà nghe đây này. Có cái ông kia kìa, quê bên Phùng ấy, năm 54, đi dân công theo du kích đánh Tây ở bót phù sa, rồi mất tích luôn từ dạo đấy. Ôi giời, cả nhà khóc thương mãi, ma chay dỗ kệ mấy chục năm rời, không sót một năm nào. Mãi cho đến khi gặp nhà ngoại cảm Hoàng Nga, mới phát hiện ra là lão chưa có chết. Bà Thục dừng lại một chút để nhìn phản ứng người chung quanh. Câu chuyện xem chừng hấp dẫn, vì mấy người cùng ồ lên một tiếng ngạc nhiên. Bà Thục kết luận để để tôi giải thích tiếp đây nha Thì ra hóa ra là dạo mà đi đánh đồn Tây ấy, Lão mới có 18 tuổi thôi Thừa lúc hỗn loạn Lão bỏ trốn Rồi theo Ngô Đình Diệm vào Nam Đến năm 75 à, Lão lại đi thuyền sang Úc Bây giờ là gần 80 rồi Vẫn còn sống khỏe mạnh bên Úc đấy Một bà bán hàng chép miệng lên tiếng Người đâu mà lại có người bất nhân đến như thế Còn sống lù lù mà không liên lạc với người nhà Để năm nào cũng phải dỗ một bà khác tò mò hỏi. Ơ à nhưng mà thế thì thì làm sao mà cô Hoàng Nga là cô biết lão còn sống? Bà Thục dành mạch kể. Đây này, cô Hoàng Nga hơn các nhà ngoại cảm là chỗ đấy. Cô ấy biết gọi hồn. Hồn về chỉ chỗ cho cô ấy biết nên cô ấy đi tìm hai cốt được ngay. Nhưng mà riêng cái lão ở bên Úc ấy, thì người em của lão đến gặp cô Hoàng Nga kể chuyện lão đi đánh bót phù sa đã 60 năm. Bà em bây giờ thì cũng già lắm rồi, cứ sụt sùi khóc mãi vì yên chí là anh mình chết bờ chết bụi. Thương quá, ai nỡ đành lòng bỏ qua mà không tìm. Còn chiến tranh thì nói làm gì? Bây giờ hòa bình rồi, quên công lao người chết sao được? Thành ra muốn nhờ cô Hoàng Nga chỉ chỗ để mang như là xương cốt về cải táng. Nhưng mà cô Hoàng Nga cô gọi mãi mà hồn đông ấy không về. Mọi cặp mắt đều mở to, đăm năm nhìn bà Thục chờ đợi đoạn kết câu chuyện. Bà nhấn mạnh. Gọi mãi mà Hồn Công về, có nghĩa là ông còn sống. Phải chết thì Hồn mới hiện về được chứ. Sống sờ sờ ra đấy thì Hồn ở đâu mà về? Nhiều người lại ồ lên kinh ngạc, kèm theo những lời bình phẩm phê phán lão giả mất nết bên Úc, làm khổ thân nhân suốt mấy chục năm nay, những cái đầu gật gù nhất trí với bà Thục, và khen ngợi tài năng của Hoàng Nga. Thế là ngay sau đó bà Thục đem cho Hoàng Nga được một mớ khách khá đông. Bà Thục luôn luôn nhắc nhở, nghĩa tử là nghĩa tận hết chiến tranh rồi, đừng quên người đã chết. Và quả nhiên lời tuyên truyền ấy có kết quả cụ thể. Thị xã không lớn lắm, nên bất cứ sinh hoạt nào lạ đều dễ gây xôn xao, nhất là bà Thục suốt ngày đi lang thang, quảng cáo tên tuổi Hoàng Nga. Chỉ vài hôm sau tiếng đồn đến tai bà nhất, thân phụ bà mất tích năm 1969 trong đợt bổ sung bộ đội cho chiến trường miền Nam sau những tổn thất nặng nề của cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân lúc bà mới 2 tuổi. Bà nhớ mãi lúc bà bắt đầu có trí khôn, bà mẹ thường kể bằng giọng nuối tiếc. Ôi, bố mày đáng lẽ ra là có thể tìm cách ở lại, chả cần phải đi bê. Mẹ cứ ngăn mãi mà bố mày không nghe. Vì lúc ấy bố mày đang là bí thư tri đoàn, tự nguyện đăng ký xin đi để làm gương cho người khác. Khổ thân Nghe bảo là chưa đặt chân vào đến miền Nam thì đã mất rồi Giờ đây phong trào tìm kiếm hải cốt bừng bừng sống dậy Làm bà nhất cũng nôn nao theo Thân mẫu bà cũng đã mất cách đây 6 năm Chỉ còn mình bà gánh trách nhiệm với ông bố Bà liền sai công an ra gọi Hoàng Nga vào nhà gặp riêng Hoàng Nga mừng hơn chúng số Vì không có cách quảng cáo nào mạnh mẽ cho bằng bà chủ tịch tỉnh Nhờ Hoàng Nga tìm hải cốt ông bố Tìm thế nào được, khi ông chết dọc đường Trường Sơn đã hơn 40 năm, nhưng không sao, hễ được bà chủ tịch tỉnh mời đến nhà là tên tuổi Hoàng Nga sẽ nổi bùng lên ngay trong khoảnh khắc. Hoàng Nga vốn là người khéo nói, biết cách đưa đẩy để tạo thân tình, nên bà chủ tịch chẳng những cảm mến mà còn hết sức tin tưởng khả năng của cô. Chủ tịch nhất ở ủy ban về ăn trưa như thông lệ, bà vợ biết ý nên thường chờ ông về ăn chung cho vui. Hôm nay chỉ có chị người làm dọn mâm lên. Ông ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi thì chị đã nhanh miệng báo cáo. Vâng, mời ông xơi cơm ạ. À. Bà đang có khách. Chủ tịch nhất kéo ghế ngồi và hững hờ hỏi. Khách nào? Lạ hay quen? Ông hỏi câu này vì bình thường vợ ông không phải là người quảng giao. Mặc dù bản tính bà khá bình dị, khách tìm đến với bà thường chỉ là những người cần nhờ cậy. Nhưng ngại nói chuyện trực tiếp với ông, có bà vợ làm trung gian vừa tiện cho ông mà tiện cho cả người cần xin xỏ. Hôm nay ông cũng đoán như thế nhưng chị người làm đáp: "Dạ thưa khách lạ, con chưa bao giờ gặp ạ." Vừa lúc đó từ nhà trên bà vợ cất tiếng gọi: "Ông ơi, ông lên đây, tôi nhờ một tí." Chủ tịch nhất miễn cưỡng đi lên, bà vợ vẫy ông lại và long trọng giới thiệu: "Đây đây ông ra đây, ra đây tôi giới thiệu này, đây. đây là nhà ngoại cảm Hoàng Nga." mới từ Hải Phòng sang đây, chuyên là chỉ chỗ cho người ta tìm hài cốt thân nhân. Kết quả tốt lắm mà mời, ai cũng khen. Tôi thì tôi đang định nhờ cô ấy giúp. Hoàng Nga đứng dậy kính cẩn chào, chủ tịch nhất chỉ khẽ nhếch mép gật đầu rồi tiến lại ngồi xuống bên vợ. Chiều vợ, ông để vợ muốn làm gì thì làm chứ bản thân ông cũng biết chắc trăm phần là không thể nào tìm được nắm xương tàn giữa rừng núi mênh mông. Ông không dám bàn ra vì sợ vợ hiểu lầm là mình không có tình cảm với ông bố vợ đã khuất, nhất là ông đã từng được địa phương biểu dương là một liệt sĩ anh hùng. Ông hỏi Hoàng Nga cho có chuyện. Thế đã có trường hợp nào tương tự như nhạc phụ của tôi mà cô phát hiện được hài cốt chưa? Ý ý, ý tôi muốn nói rằng là người mất đã 45 năm. Chả có một nhân chứng nào cho biết là mất ở chỗ nào rồi cũng chả có ai tự tay chôn cất. Mà dù có chôn đi nữa thì có dấu vết gì để lại hay không? Làm sao mà tìm được? Hoàng Nga tuy tuổi mới hơn 30, so với ông bà nhất thì chỉ là hàng con cháu. Nhưng cô tiếp chuyện thân chủ không bao giờ xưng em, xưng cháu. Bởi xưng hô như vậy sẽ làm mất cái thế của mình. Cô mỉm cười tự tin đáp. <laughs> Báo cáo ông chủ tịch, có chứ ạ. À? Tôi tìm được nhiều rồi, chứ không phải đây là lần đầu muốn cho chắc ăn, tôi sẽ gọi hồn người quá cũ về để cho bà chủ tịch nói chuyện rồi xác minh. Điều này thì chủ tịch nhất lại càng không tin, nhưng chưa chi đã thấy vợ mình xúc động dưng dưng nước mắt, nhớ người đã khuất. Nên ông dằn lại không lên tiếng bài bác. Nhìn mặt chủ tịch nhất, Hoàng Nga cũng biết ông không hăng say trong công việc này, nên cô vội thêm. Người chết từ thời chống Pháp còn tìm được hài cốt, huống chi là mới đây. Nói chung, chết trong chiến tranh chống Mỹ thì không khó khăn gì. Chủ tịch nhất hững hờ đáp. Mới gì nữa, mấy chục năm rồi. Dứt lời, ông bỏ mình vợ ngồi lại tiếp chuyện Hoàng Nga. Còn ông lẫn thững xuống nhà ăn cơm tiếp. Vì còn phải trở lại văn phòng với bao nhiêu chuyện cần giải quyết chiều nay. Hoàng Nga bảo. Thế này nhá, ngày mai bà chủ tịch sắm lễ hương ngang đầy đủ, rồi khoảng xế chiều tôi sẽ đến gọi hồn thân phụ bà về. Bà Nhất gật đầu hài lòng Vâng vâng, chiều mai độ 6 giờ Tôi sẽ cho người lái xe đón cô vào đây Tôi phải chuẩn bị hết lễ đầy đủ ạ à. Hoàng Nga lấy phone di động trong bóp Gọi về nhà cho con gái bà Thục Tức là cô thư ký mới mướn được một tuần Hoàng Nga nói lớn Thi hả? Chiều mai dứt khoát là em đừng nhận khách nhé Chị bận cả ngày mai á Ai cần thì bảo họ là sáng ngày kia quay lại Đầu dây bên kia có tiếng đáp Nhưng Hoàng Nga cắt ngang Thôi chị đang vội Không muốn nói chuyện được Chốc nữa là chị gọi lại Rồi cô cúp máy và bảo bà Nhất Vâng cứ như thế nhé Chiều mai độ 6 giờ Nhờ bà chủ tịch cho lái xe lại đón tôi Cảm ơn bà chủ tịch trước Hoàng Nga đã toan đứng dậy ra về Nhưng cảm nhận được bà chủ tịch tính tình bình dị Mà lại có thiện cảm với mình Nên cô nán lại gợi chuyện thêm Vì không dễ gì cô có cơ hội Lọt vào nhà này cô vốn tự tin ở khả năng ăn nói của mình mồm miệng đỡ chân tay cái khả năng ấy đã đem lại cho cô xe hơi trang phục tươm tất cùng nhiều món hàng giá trị khác mà đại đa số phụ nữ đều mơ ước nhưng rất khó đạt được cho nên trong bất cứ trường hợp nào cô cũng cần phải khai thác tối đa khả năng ngoại giao của mình huống chi hôm nay may mắn được ngồi tiếp chuyện bà chủ tịch tỉnh một đối tác quan trọng bậc nhất kể từ ngày hoàng nga lao ra hành nghề ngoại cảm từ lúc bước chân vào sân hoàng nga đã để ý ngay đến những thứ mà cô thường thấy bày ra ở những gia đình khá giả hoặc những đại gia đang có cơ sở làm ăn vững vàng thí dụ ngoài cổng thì hai con kỳ lân bằng đá trắng nằm gác hai bên cửa thì treo hình bát quái gắn mảnh gương phản chiếu trên nóc trong nhà thì hồ cá nước chảy róc rách từng bó cây thủy trúc gọi là cây phát tài đặt trên bàn trên kệ mà bó nào cũng gồm đủ tám cây và rõ nét nhất là cửa chính thì khóa lại, đặt mấy chậu kiểng chắn lối không cho khách vào, cả chủ lẫn khách đều phải ra vô bằng cửa phụ bên hông nhà. Tất cả những cái đó đều là dấu hiệu chắc chắn của một gia chủ tin phong thủy. Biết được điều đó, Hoàng Nga đi thẳng vào vấn đề vì tưởng bà nhất là người mê phong thủy. Cô gợi chuyện. Chắc bà chủ tịch không tin. Nhưng mà cuộc đời có những điều huyền bí trời sắp đặt mà mình cũng không thể ngờ được. Trong chiến tranh, bao nhiêu bộ đội nằm xuống nói xin lỗi bà chủ tịch người đời cứ bảo là chết bờ chết bụi nhưng mà có khi vô tình người chết lại nằm đúng một cái chỗ địa lợi gặp thế đất tốt thì nhờ vậy mà con cháu mới phát lên trở thành phú gia lần đầu tiên nghe một ý nghĩ lạ bà nhất nhíu mày hỏi à, nghĩa nghĩa là cô cô cũng tin vào địa lý phong thủy à, à tôi thì Tôi cũng không tin lắm đâu, nhưng nhưng mà ông nhà tôi thì làm gì cũng phải theo phong thủy, lắm lúc tôi bực cả mình. Hoàng Nga hơi giật mình nhưng vội nghiêm mặt Táp. Ừ, ừ, chết, ừ, sao bà lại bực mình? Thưa bà, không tin cũng phải tin. Đây này, ba anh em ông Lê Đức Thọ, Mai Trí Thọ và Đinh Đức Thiện. Làm to là nhờ thân phụ các ông ấy chôn đúng vào cái chỗ đất tốt thầy địa lý người ta nói trước như thế chứ không phải là sau này các ông thành công rồi người ta mới bịa ra bà nhất cãi lại Ê, nhưng mà tôi thì tôi lại cứ cho rằng là người chết phù hộ cho con cháu làm ăn nên ra chứ còn địa lý thì nó nó mơ hồ quá hoàng nga lắc đầu đáp chả phải đâu bà phù hộ thì ai mà chả phù hộ cha mẹ nào mà ở cõi bên kia mà không hết lòng phù hộ con cái nhưng mà có mấy người khá đâu nhưng mà cũng như thế đất Dễ gì gặp được thế đất tốt Dễ gì chôn được vào long mạch Nghe câu chuyện hấp dẫn Lại đúng đề tài mà chồng say mê Bà Nhất ngẩng lên lớn tiếng gọi Ôi, Ông ơi, ông ơi này, này Lên đây, lên đây có cái này hay lắm Đây lên đây Chủ tịch Nhất buông đũa miễn cưỡng cầm chai bia lên nhà Ông ngồi xuống cái ghế cũ bên cạnh vợ Nhưng chưa kịp cất tiếng hỏi Thì bà vợ bảo Hoàng Nga Đây cô, cô cô cứ kể lại cho nhà tôi nghe Ông thích phong thủy lắm cơ, Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng là đều phong thủy cả Hoàng Nga hồi hộp nhắc lại chuyện ba anh em ông Lê Đức Thọ Điều mà ông nhất có nghe láng máng từ lâu nhưng không dành lắm Mà dù đã nghe rồi ông vẫn muốn nghe lại Vì ông thích có người đồng minh cùng mê phong thủy như ông Ông vốn là người dễ nóng nảy hay bản gắt quát mắng thuộc cấp theo thói quen cửa quyền của những xã hội chậm tiến thiếu dân chủ. Nhưng ông có một nhược điểm lớn là rất quý các thầy phong thủy và tiếp chuyện họ không biết mệt, mặc dầu đa số là thầy giỏm, kiến thức chẳng có bao nhiêu. Mới lúc nãy khi vừa gặp Hoàng Nga, thái độ của ông rất lạnh lùng, vì Hoàng Nga chỉ bàn đến chuyện đi tìm hài cốt. Giờ này Hoàng Nga đổi sang đề tài phong thủy, nét mặt ông dạng dỡ hẳn lên, sẵn sàng tham gia câu chuyện một cách hào hứng. Dĩ nhiên, Hoàng Nga cũng nhận ra ngay điều ấy, nên cô lại kể thêm. Thưa với ông như thế này, thời Pháp thuộc đó, ông huyện sĩ là người giàu nhất miền Nam, Người ta thường nói nhất sĩ nhì phương tam sườn tứ lộc Chắc ông chủ tịch có nghe rồi Bốn người giàu nhất Nam Kỳ thì ông huyện sĩ là đứng đầu Ông ấy xuất thân từ anh lái đỏ Tân An Nhưng mà nhờ làm nhà trên bờ sông Đúng thế đất tốt Nên là phát lên như diều gặp gió Chủ tịch nhất gật cù lầm bẩm nhắc lại Làm nhà trên bờ sông nhưng 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 là chắc là phải có thầy chỉ chỗ cho ông ấy chứ chả như ai làm nhà trên bờ sông cũng giàu cả hay sao có phải ông cô <laughs> thưa với ông chủ tịch tất nhiên là phải có thầy phong thủy tìm ra thế đất cho ông ấy nhưng mà cái nguyên tắc cơ bản á, là thế này phong là gió thủy là nước gió thì mình không thể kiểm soát được nhưng nước thì mình có thể uốn nắn theo ý mình được nếu muốn tập trung cả hai yếu tố là gió và nước á, thì chả có, có chỗ nào bằng bờ sông Nhất cận thị, nhị cận giang Sách phong thủy dạy như thế mà Chủ tịch nhất càng nghe càng thích thú Vì không ngờ Hoàng Nga biết nhiều như vậy Ông vui vẻ bảo Tôi lại cứ tưởng cô chỉ là nhà ngoại cảm tìm người chết Hóa ra lại biết dành cả phong thủy Hoàng Nga gật đầu Báo cáo ông chủ tịch Tại nó có liên quan chặt chẽ với nhau Khi mà tôi đi tìm hai cốt nữa tôi cũng phải nghiên cứu các thế đất chỗ người chết nằm chứ để xem là có nên cải táng rồi đem đi chỗ khác hay là cứ để yên như đấy chỉ cần tu bổ lại ngôi mộ mà thôi nếu gặp thế đất tốt thì tội gì mà mình đưa đi chỗ khác bà nhất dè dặt chen vào thế này Tôi nghe bảo là ông huyện sĩ, ông làm thông ngôn cho Tây, rồi Tây người ta lấy ruộng bán rẻ cho ông ấy, ông ấy cho tá điền thuê lại. Nhờ thế thì nó giàu to chứ, phong thủy nào vào cái chỗ đấy. Hoàng Nga nhìn bà Nhất gật đầu. Thưa bà, ông huyện sĩ giàu á, là nhờ ruộng đất thì đúng rồi. Nhưng mà người xưa người ta có câu, chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở. Nếu mà ông huyện sĩ không có ngôi nhà bên bờ sông, đúng vào cái thế đất tốt, đúng vào long mạch, thì làm sao mà phát lên được? Thông ngôn thời Tây, trời ơi, nó thiếu gì người. Sao lại chỉ có một mình ông ấy giàu nứt đố đổ vách? Có phải thế không thưa bà? Chủ tịch nhất hài lòng cười chen vào. <cười> Tôi tôi vẫn bảo thế mà bà nhà tôi bái cứ không tin. Hoàng Nga mừng lắm, được ông chủ tịch tỉnh đồng hành bàn chuyện phong thủy. Cô đem hết kiến thức ra nói chuyện, làm chủ tịch nhất say mê lắng nghe, quên cả giờ phải ra văn phòng ủy ban. Điện thoại di động gieo mấy lần, ông đều lờ đi không thèm nhìn. Cô hứng khởi, quay sang phía bà nhất và thuyết phục thêm. Thưa bà, phong thủy là cái môn học tối cổ của Trung Hoa. Có từ cái tờ nhà Tần, là cái nét văn hóa lâu đời từ trung hoa truyền sang việt nam và trở thành văn hóa dân gian Cây cả cung đình chứ không phải trong dân gian đây này chắc ông chủ tịch thừa biết là vua lý thái tổ rời đô từ hoa lư ra thăng long cũng là theo phong thủy vua gia long nhà nguyễn bỏ thăng long lấy huế làm kinh đô cũng là theo phong thủy mà nói chi cho xa xôi cụ phó bảng nguyễn sinh sắc thân phụ của bác hồ là ngày xưa nổi tiếng về địa lý cụ chuyên dùng la bàn đi tìm thế đất la bàn của cụ hiện còn trưng bày tại cái cái khu lưu niệm ở cao lãnh tỉnh đồng tháp đấy chủ tịch nhất càng nghe càng cảm phục nhưng bà vợ cười ngắt lời <cười> trời ơi người ngày xưa thì có thể họ giỏi thật đấy chứ thời bây giờ thì người lợi dụng phong thủy để kiếm ăn nhiều lắm cô ơi trăm người chưa chắc được một người giỏi lắm khi tiền mất để thật mang đấy cô ạ vừa nói bà vừa liếc mắt nhìn chồng chủ tịch nhất lắc đầu cười nhạt và đứng dậy bảo thôi Cô ngồi nói chuyện với nhà tôi nhé, tôi phải ra ủy ban bây giờ. Rồi ông bỏ xuống bếp, Hoàng Nga nán lại vài phút nữa rồi cũng đứng dậy xin phép ra về, hẹn sẽ gặp lại hôm sau để tiến hành thủ tục gọi hồn và tìm hài cốt. Sau buổi gặp gỡ tình cờ ấy, chủ tịch nhất suy nghĩ và cứ nhớ mãi câu chuyện ông huyện sĩ như làm nhà trên bờ sông rồi trở thành phú gia địch quốc, giống như thạch sùng ngày xưa đầu óc ông bỗng nảy ra một sáng kết độc đáo làm ông đang nằm trên ghế bố bật ngồi thẳng lên và lớn tiếng gọi lái xe đến chở ông ra thăm nhà máy dệt chiến thắng ông vừa lóe lên quyết định sẽ xuống lệnh giải tỏa toàn bộ khu vực nhà máy này giải tỏa nhưng có bồi hoàn chứ ông không đến nỗi chiếm không của người ta ba hôm sau ông huy động xe đến ủi sập hết nhà máy dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ phế thải cùng rác rến bởi ông đã dứt khoát lấy luôn khu đất mênh mông đó làm nhà cho mình trên bờ sông, bắt trước ông huyện sĩ thời Pháp thuộc. Ông cứ nhớ mãi lời Hoàng Nga đã dặn. Muốn tập trung cả hai yếu tố là gió và nước, thì chả có chỗ nào bằng bờ sông. Tục ngữ ta có câu, trăm người quạt hầu không bằng ngồi đầu ngọn gió. Là vì cái gió tự nhiên thổi từ mặt sông lên thì là đúng là phong thủy rồi. Từ định luật căn bản ấy, ông mau mắn lên kế hoạch xây ngôi nhà phong thủy cho mình noi gương ông huyện sĩ thời pháp thuộc chỉ có điều hoàng nga không nhắc chủ tịch nhất một câu quan trọng nhất trong thuật địa lý phong thủy là tiên tích đức hậu tầm long cha con ông huyện sĩ dù sao cũng chịu ảnh hưởng nền văn hóa thiên chúa giáo nên đã bỏ tiền xây nhà thờ và phát gạo hàng tuần cho người nghèo còn quan chức việt nam ngày nay như ông giàu nứt đố đổ vách mà chả có mấy ai nghĩ đến chuyện làm việc từ thiện người trong thị xã chẳng những không trách ông chủ tịch nhất chiếm đất công làm của riêng mà trái lại còn khen ông có mắt thẩm mỹ vì nhờ căn nhà lộng lẫy của ông mà bờ sông đẹp hẳn lên khác xa lúc còn cái nhà máy dệt tồi tàn lắm hôm gió sông đưa mùi thuốc nhuộm hôi nồng rất khó chịu cho lối xóm cẩn thận hơn ông chỉ thị cho công an thị xã thường xuyên kiểm tra hễ bắt nhà nào đổ rác xuống sông là bắt ngay vừa phạt tù vừa phạt tiền Nhà ông từ nay gắn liền với dòng sông, nó phải trong lành, phải thơ mộng, chứ không thể bắt ông nhìn rác rến lững lờ trôi qua. Nhà xây gần xong, bà vợ mới từ căn hộ cũ ở giữa thị xã ra tham quan, đứng trên lan can, lầu hai nhà, nhìn xuống mặt sông gợn sóng lăn tăn, bà hài lòng gật đầu. Tôi thì tôi cũng chả cần biết phong thủy có lợi hay không, nhưng mà trước mắt thì nhà mình nó gió quanh năm, thế là mừng rồi nhà cũ của mình nó tuy là đầy đủ tiện nghi nhưng mà bí lắm, cứ như ở tù á. Ra đây thoáng hơn nhiều. Ông nhất hài lòng nhưng gắt nhẹ. Nhà cũ tuy bí một tí nhưng mà đúng hướng. Người ta nói vợ đàn bà nhà hướng nam. Thầy phong thủy đã bảo tôi như thế. Tôi hỏi bà chứ nhà mình mà không đúng hướng rồi không bài trí nội thất theo phong thủy, làm sao bỗng dưng tôi được đảng bố trí toàn những chỗ tốt? Bà có thấy kỳ diệu không? Chẳng phong thủy thì là cái gì? Bà vợ nhẹ nhàng cãi. Ôi ừ giời, ngày nào tôi cũng đi thắp hương bàn thờ mẫu, rồi đi lễ hết đền này tới đền kia. Đây là mẫu ban lọc cho ông, chứ lại phong thủy cái gì? Ông là cái thật, cái cứ đầu. Điều này thì bà vợ nói rất thật lòng. Bà không tin phong thủy, nhưng bà đổ khá nhiều tiền cho các đền thờ mẫu. Mỗi năm, ít lắm bà cũng phải lên đồng hai lần, phát lộc rất rộng rãi. Vì bà cho rằng chồng bà có sự nghiệp hôm nay là nhờ các mẫu ban cho bạn bè của bà cũng thế, càng có chỗ đứng cao trong đảng, trong chính quyền, càng siêng năng đi chùa và sửa lễ rất hậu cho các thầy. Nói chung, ngày nay đền chùa phát triển mạnh, một phần cũng nhờ các quan chức và đại gia tự nguyện đóng góp. Bà nhìn chồng nhấn mạnh thêm. Đây này, đền phủ dày lúc nào cũng linh thiêng, cầu gì được đấy. Chỉ tội có con cái là bây giờ đông người quá, đông ra thành ra cứng chật như nêm, chỗ đỗ xe cũng không có. Lắm hôm đỗ xa quá, Quốc bộ mỏi như gà chân á Đền xong cũng thế mà phố cát cũng chả thua gì Người đâu mà nó cứ như nêm ấy Chủ tịch nhất xưa nay chưa bao giờ tin mẫu Bởi theo ông các mẫu đều là những nhân vật tưởng tượng do người chế ra Chúa hay Phật còn có thật Cho nên cầu Chúa cầu Phật còn hợp lý Chứ các mẫu thì rõ ràng chỉ là huyền thoại Đã không có thật thì cầu làm sao được Ngay cả những khi không đi lễ các đền Lâu lâu vợ ông vẫn thấy nhớ tiếng hát tiếng đàn của cung văn nên bà hay mở cassette hoặc CD đã thâu sẵn những bài ca đó Bắt ông phải nghe đi nghe lại rồi lâu ngày thành thuộc lòng Lạy bà, bà ở trên ngàn, thương con đệ tử trần gian bà về Xá lầm, xá lú, xá mê, trần gian bà về bát nhã thuyền huê Bà về bát nhã thuyền huê, con công đệ tử ngồi kề hai bên Lạy bà, bà đẹp chín nghìn, trăng còn thua sáng, hoa nhìn kém tươi đó là những lời xưng tụng bà chúa thượng ngàn bà chúa thượng ngàn tức là mẹ núi rừng mà cũng được ca ngợi là đẹp hơn tiên nga như vậy là người trần đã đánh giá mẫu quá thấp bởi chẳng nhẽ mẫu mà cũng ưa nịnh giống như người phàm hay sao ông đã từng cãi nhau với vợ rất nhiều lần từ ngày mới lấy nhau bây giờ thì ông chán rồi và lại tiền bạc đã dư giả ông để vợ muốn làm gì thì làm đi đâu thì đi bà nhất thì trái lại say mê các đền các phủ phủ hội dày hàng năm. Bà không thể nào bỏ qua. Bà thích cái không khí ấy lắm. Trong suốt 10 ngày đêm, những ông đồng bà đồng, những con công đệ tử, những người ngả nghiêng mặt đỏ như gấc đi đứng siêu vẹo. Người ta mê lên đồng như mê cờ bạc, dứt không ra. Người ta chìm đắm trong nhang khói và ngây ngất với tiếng đàn, tiếng hát đôi cuốn của cung văn, đến độ nhiều bà tan cửa nát nhà. Chủ tịch nhất lúc đầu cũng lo lắng lắm, bởi vợ ông thuộc loại phụ nữ có nhan sắc mặn mà, nếu chẳng may xa ngã vào vòng tay một gã cung văn nào đó, thì ông chỉ còn cách gục mặt độn thổ chứ làm sao nhìn thiên hạ khi ông đã là một đảng viên cao cấp. Bây giờ thì ông không lo lắm nữa, bởi vợ ông đã ngoài 45, có vắng nhà vài ngày mà ngụp lặn trong nhang khói và tiếng hát trầu văn, chắc cũng không sao. Nhưng lần này xây nhà mới để chiều ý vợ, để vợ khỏi đi đâu xa, ông dành hẳn cho vợ một căn phòng vuông vức trên lầu 2, mở cửa nhìn xuống dòng sông, Vợ ông gọi người về lập đền thờ mẫu ngay tại nhà. Thôi, thì cũng choáng ngộp, sơn son thiếp vàng, đầy đủ một cung đình khói nhang nghi ngút, hoa thật và hoa giả tràn ngập không thua gì những ngôi đền quen thuộc mà trước đây bà thường lui tới cầu xin. Bà cảm động lắm, run run bảo chồng. Ôi giời, đẹp quá, trang nghiêm quá. Trời ơi, cảm ơn ông. Ông mà cho tôi thế này thì tôi chả còn mong ước gì nữa. Đẹp quá. Bà nói câu ấy một cách rất thành tâm bởi bà vẫn tin chắc trăm phần rằng mọi sự may mắn của chồng bà đều do mẫu phù trợ. Lập đền thờ ngay tại nhà thì địa vị của chồng bà sẽ càng vững như bàn thạch. Đền của bà thờ mẫu Liễu, tức là Đức Vân Cát Thánh mẫu, được coi là vị thần thượng đẳng tối linh của dân gian. Bà mê chuyện mẫu Liễu từ nhỏ do thân mẫu bà kể mỗi tối trước khi đi ngủ. Mẫu Liễu vốn là công chúa Quỳnh Hoa trên thiên đình, vì đánh vỡ chén ngọc bị đày xuống trần gian, đầu thai vào nhà họ Lê ở thôn Vân Cát, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, thường được gọi là công chúa Liễu Hạnh. Sau khi lấy chồng sinh được hai con, thì bỗng dưng chẳng có bệnh tật gì mà viên tịch. Mất rồi, công chúa Liễu Hạnh vẫn thường hiển thánh, hiện về cứu giúp dân lành, danh lành, lập đền thờ và tôn vinh lên làm Vân Cát Thánh Mẫu. Bà thích chuyện này đến nỗi hồi mới lớn, bà cũng đã từng liêm diêm tưởng tượng chính bà trước đây, có thể cũng là một tiên nữ trên thiên đình bị đẩy xuống trần gian, nhưng người ta vẫn gọi là tiên mắc đọa. Cho nên bà dự định mai kia sau khi bà quy tiên, bà cũng sẽ hiện về cứu giúp dân nghèo trong tỉnh. Tạm thời bà rất hãnh diện vì mẫu liễu cùng quê làng vụ bản tỉnh Nam Định của bà. Lập đền thờ tại nhà bà muốn lên đồng hầu bóng lúc nào cũng được, chả cần phải đi đâu nữa những bà bạn chuyên lên đồng chung với bà nườm nượp kéo đến một phần vì muốn viếng đền mẫu của bà nhất nhưng lý do chính là hiếu kỳ muốn tham quan căn nhà đồ sộ nhất thị xã chủ tịch nhất ưu tư nhắc vợ bà phải quy định lại đi chứ cứ hai tháng hoặc ba tháng hoặc là tôi cho bà cùng lắm là mỗi tháng các bà được gặp nhau một lần thôi không thể tùy tiện cứ mỗi một ngày một đám kéo đến đây như thế này được với lại phải là những người quen của bà bà phải biết mặt biết tên biết lý lịch từng người mới cho vào. nhỡ gặp thành phần xấu nó trà trộn vào đây thì làm sao? mình là chủ tịch tỉnh chứ có phải là nhà dân thường đâu dễ dãi quá không được. bà nhất cũng nhận ra điều ấy ngượng ngùng phân trần. Thì biết rồi thì toàn các bà thân không ấy mà. lúc đầu thì họ tò mò thôi rồi tôi quy định lại. lo cho vợ xong chủ tịch nhất tính đến chuyện của ông dựa vào thuật phong thủy phía sau nhà ông làm một cái sân rộng, lót gạch vuông, kê mấy bộ bàn ghế mây bên cạnh những chậu kiệt, những cây bonsai cắt tỉa rất cầu kỳ, để sáng chiều vợ chồng ra ngồi ngắm hoa uống trà. Rồi ông cho lát gạch xanh một lối đi rộng, thoai thoải chạy sâu xuống sát bờ sông, hai bên trồng những cột đèn kiểu Âu Châu thời cách mạng Pháp 1789. Nom vừa cổ kính vừa lãng mạn. Cuối con đường Sát mặt sông, ông cho đóng cái sàn gỗ để từ đó bước xuống chiếc du thuyền nhỏ màu trắng, lúc nào cũng neo sẵn ở đây mà ít khi gia chủ có dịp dùng tới. Phú quý sinh lễ nghĩa, ông chủ tịch thừa tiền nên mua tàu để làm cảnh thôi, chứ cả vợ lẫn chồng đều không thích du ngoạn trên mặt nước. Hoàn tất phía sau rồi, ông mới tính đến chuyện sân trước và hai bên hông nhà. Theo lời chỉ dẫn của thầy Phong Thủy thì bốn bề đều phải có nước, ông liền gọi người đến đào hẳn một cái ao hình chữ nhật bên hông trái. Ông sẽ cho biến nó thành hồ sen, sẽ có chiếc thuyền con để chiều chiều chính tay ông, ngồi lên thuyền bỏ từng nắm trà nhỏ và từng bông sen, rồi mỗi sáng sớm sai người ra lấy vào, pha trà. Còn phía bên hông nhà bên phải thì ông đặt một loạt hòn non bộ nước chảy dốc rách, hai bức tượng vệ nữ Âu Châu binh bừng nước, xối xuống chân liên tục và đặc biệt nhất là một bức tường bằng đá hình chữ nhật cao hai thước rưỡi chiều ngang 5 mét lúc nào nước cũng chảy suốt ngày đêm như một tấm màn mưa phùn vừa đẹp về mỹ thuật vừa có lợi về tài lộc phải nói đó là một cái công viên thu nhỏ mà ông hết sức hãnh diện vì nó là sáng kiến chưa từng có người nào nghĩ ra trước ông chưa đủ trên khu sân trước rộng mênh mông ông cho đào một con suối chảy ngang để bắt cây cầu gỗ cong cong kiểu nhật bản ai vào nhà cũng phải đi ngang cây cầu sơn đỏ dễ thương ấy. Trong thị xã cũng có nhiều người giàu hoặc do kinh doanh, hoặc do buôn lậu, hoặc do thân nhân từ nước ngoài đổ tiền về xây dựng. Nhưng sánh với chủ tịch nhất thì cơ ngơi của họ không thấm vào đâu xét về diện tích và óc sáng tạo. Tất cả những thiết kế chu đáo ấy đều do công lao của thầy Lâm Quan mà chủ tịch nhất đón từ Hà Nội về. Thầy Lâm Quan phát thảo sơ đồ trước cho chủ tịch nhất xem chủ nhân hết sức hài lòng giao công việc cho thầy trực tiếp chỉ đạo lại còn rộng lượng bảo có tốn kém một tí cũng không thành vấn đề miễn là thợ phải làm đúng ý của thầy gặp được thân chủ rộng rãi không quan tâm đến tiền bạc thầy lâm quan thoải mái tha hồ vung tay hoàn tất công trình để đời của mình chủ tịch nhất dù bận công vụ đến đâu cũng cố chạy lại tham quan mỗi ngày ít nhất hai lần để gật gù hài lòng với thành quả xong cái vỏ thì đến cái ruột nhưng việc mua sắm đồ đạc trong nhà thì thầy Lâm Quan không phải động tay đến, bởi các ban, các ngành, các đại gia từ các huyện lên đến thị xã đều tranh nhau góp phần đóng góp tân gia của ông chủ tịch tỉnh. Từ giường, tủ, bàn ăn, bàn làm việc, xa lông, phòng cách đều đã có người xí phần từ lúc nghe tin chủ tịch nhất khởi công xây dựng nhà mới. Thầy Lâm Quan chỉ có nhiệm vụ trang trí nội thất và kê giường tủ cho đúng với phép phong thủy mà thôi. Ba tháng làm việc chặt chẽ bên nhau, tình thân giữa Chủ tịch Nhất và Thầy Lâm Quan phát triển rất tốt đẹp. Vậy mà hôm ăn tân gia, Chủ tịch Nhất lại không mời Thầy Lâm Quan về dự. Thậm chí có vài người hỏi thăm địa chỉ hoặc số điện thoại của Thầy, Chủ tịch Nhất còn cẩn thận không cho. Chả phải ông ích kỷ, nhưng ông không muốn bất cứ một người nào khác lại nghe lời cố vấn của Thầy, rồi lại xây nhà giống như của ông, thì cái dinh cơ đổ sộ này của ông sẽ mất đi nét độc đáo có một không hai tại thị xã này. Dinh thự của Chủ tịch Nhất hiện nay tuy chưa đáng gọi là siêu khủng nhưng vẫn đứng hàng đầu tại thị xã chưa biết bao giờ mới có căn hộ thứ hai tương tự như thế. Dân trong thị xã nhiều người sầm xì bảo nhau ông Nhất về nắm Chủ tịch tỉnh mới có hơn hai năm mà giàu sụ xây nhà to đồng cực kỳ hoành tráng ý nói là nhờ ông tham nhũng mới giàu nhanh như vậy thật ra thì nói thế là oan cho ông ông giàu từ trước chứ chả phải chờ lên chủ tịch mới khá thu nhập của ông bắt đầu vào dồn dập như nước từ lúc ông được bố trí làm chủ tịch ủy ban phòng chống tham nhũng của tỉnh cái ủy ban này tỉnh ủy mới chế ra để tạo uy tín cho chính quyền và làm an lòng nhân dân phần nào nắm ủy ban này ông nhất có nhiệm vụ thanh tra tất cả những tập đoàn kinh doanh những đại gia các cơ sở thương mại viên chức chính quyền các cấp trong toàn tỉnh nếu phát hiện tham ô là bắt ngay đưa ra tòa hoặc đề nghị ngưng chức. Khi báo chí vừa loan tin chức vụ mới của ông, lập tức những kẻ có máu mặt trong tỉnh và nhất là ở thị xã ồn ồn kéo đến xin gặp riêng để quà cáp, bởi xã hội Việt Nam ngày nay làm gì có ai không vướng tội tham ô nếu ông muốn moi móc, nhưng ông nhất cứng rắn lắm, nhất định không nhận quà. Ông dặn vợ chỉ lấy tiền mặt hoặc vàng mà thôi cho nên bất cứ ai đến gặp ông ở văn phòng hoặc tại tư gia đều đi tay không, chẳng để lại dấu vết gì cho đám nhà báo có cơ hội soi mói. Vợ ông tổ chức tiệc liên hoan tiễn chân đứa con gái út sang Canada du học, khách mời không đông, nhưng tiền mừng thừa sức cho con ông tiêu xài thoải mái 4 năm ở xứ người. Sau buổi tiệc, bà ngồi đếm tiền trong buồng ngủ và vui vẻ bảo chồng. Này ông, tôi để sẵn một món tiền cho cái phụng nó đi học định mở cho nó cái tài khoản ngân hàng ở bên đấy không ngờ hôm nay khách khách thì tầm tầm thôi mà nó trò nhiều tiền quá chả phải đụng vào tiền của mình nữa ông ạ Ông nhất gạt đi người ta cho tôi chứ ai cho nó tôi không nắm cái ghế chủ tịch ủy ban phòng chống tham nhũng thì đứa nào thèm ngó đến cái phụng của bà nhưng được bao nhiêu mà bà bảo là nhiều thấm vào đâu mình thì mình còn phải mua cho nó một căn hộ ở bên đấy tệ lắm thì tôi tính ra cũng phải vài trăm ngàn đô Mỹ Vừa là chỗ cho nó ở, vừa để đầu tư cho mai sau. Tôi nói thật cho bà chứ, ở các ông ở trung ương, ấy, chẳng có ông nào mà không có nhà ở nước ngoài, có ông ôm đến mấy căn. Ấy. Bà nhất chép miệng nói, Thì ai cũng phải chân trong chân ngoài chứ, mình làm như thế là chậm. Ấy. Rồi bà cất tiền vào tủ và mỉm cười thêm, Thợ may ăn rẻ, thợ vẽ ăn hồ, may mà ông được bố trí vào cái công tác mới này, chứ mà cứ nắm cái thông tin văn hóa thì chả có gì mà ăn. Chủ tịch nhất nhẹ nhàng cãi, nhưng mà bà ơi cũng nhờ cái uy tín của tôi suốt mấy năm nắm thông tin văn hóa, Đảng ủy mới tin tưởng mà giao cho tôi ủy ban phòng chống tham nhũng chứ mà. Trong các xã hội chậm tiến như Việt Nam thì người phụ trách chống tham nhũng thường là những người tham nhũng nhất, nhưng họ có cách tự giải thích để xóa mặc cảm tội lỗi của mình một cách dễ dàng. Chẳng hạn chủ tịch nhất vẫn thường bình thản nói với vợ rằng họ tự nguyện đem tiền đến cho tôi chứ tôi có ép buộc ai đâu mà 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 bảo tôi là tham ô hai năm sau nhân kỳ bầu cử tỉnh ủy lại sắp xếp các chức vụ mới và ông được bố trí làm chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng chí dương thành đang làm chủ tịch tỉnh thì nhiệm kỳ này lên bí thư tỉnh ủy chức lớn hơn nhưng chưa chắc thu nhập đã dễ dàng bằng chủ tịch tỉnh đúng là thời cơ đến như diều gặp gió tổng kết lại thì suốt hai năm làm ủy ban phòng chống tham nhũng chủ tịch nhất chẳng phát hiện được vụ nào đáng kể bởi những đối tượng mà ông cần thanh tra đều đã mau mắn đến gặp riêng ông ngay từ buổi đầu tuy vậy tất cả các đồng chí trong tỉnh ủy đều nhìn ông thông cảm bởi họ đều biết tự căn bản ủy ban phòng chống tham nhũng lập ra một mặt để xoa dịu quần chúng và báo chí mặt khác để chính các đồng chí trong ủy ban có cơ hội kiếm tiền suốt thời gian tại chức ông chỉ phải hy sinh có vài đứa tép riu cho đi tù để làm đẹp mặt cho chế độ mà thôi. Bây giờ lên ngồi ghế chủ tịch tỉnh, ông nhất mãn nguyện coi như đường công danh của mình đã đạt đến tột đỉnh rồi. Ông cần phải bảo vệ. Và cái địa vị tài sản này phải giữ gìn, mà cách bảo vệ và giữ gìn duy nhất là tận dụng sự kỳ diệu của muôn phong thủy. Cho nên ông dò la kỹ lưỡng thăm hỏi đó đây và cuối cùng phát hiện được thầy Lâm Quan từ Hà Nội về gặp trước khi cho công nhân bắt tay vào việc đổ nền xây nhà. Ngay cả việc khởi công, ông cũng nhờ thầy chọn ngày lành tháng tốt để mọi việc được im, xuôi. Thật ra thì việc khám phá ra thầy Lâm Quan không phải do công lao trực tiếp của Chủ tịch Nhất. Nhà ngoại cảm Hoàng Nga mới chính là người giới thiệu thầy. Lúc Chủ tịch Nhất gọi điện để tham khảo ý kiến Hoàng Nga, thì Hoàng Nga đã trở về Hải Phòng vì sắp có người đón sang hành nghề ở Quảng Ninh lần này cô không phải đi tìm hài cốt bộ đội mà tìm xác một đứa bé đi tắm sông rồi chết đuối, thi thể không biết trôi dạt về đâu. Chủ tịch nhất muốn mời Hoàng Nga trở lại thị xã để cố vấn ông về thiết kế phong thủy cho căn nhà mới sắp xây, bởi ông vẫn nhớ ơn Hoàng Nga đã gợi ý cho ông chọn địa thế trên bờ sông và bây giờ ông làm theo, nhưng Hoàng Nga thoái thác vì bận. Cô bảo: "Cảm ơn ông chủ tịch đã nhớ đến tôi." Nhưng mà sự hiểu biết của tôi thì nó còn nông cạn lắm, chưa thấm vào đâu. À, để tôi giới thiệu ông thầy của tôi, tức là thầy Lâm Quan. Cả Hà Nội ai cũng đều biết tiếng cả. Chỉ có điều làm thầy tôi bận lắm, chả biết là có thu xếp thì giờ được hay không. Cô nói thêm một vài câu ca ngợi tài năng xuất chúng của thầy Lâm Quan. Mặc dù cô chẳng cần nói, chủ tịch nhất cũng đã tin tưởng rồi. Bởi kiến thức của Hoàng Nga đã từng làm ông nể phục, thì huống chi là thầy của Hoàng Nga Cô hỏi. Ờ, thế thì bao giờ ông ông chủ tịch khởi động? Chủ tịch nhất khẩn khoản. Càng sớm càng tốt cô ạ. À. Đừng để sang mùa mưa vất vả lắm. Cô chưa biết đâu. Cái đất ở vùng này nó, nó hễ mà lầy lội một tí là nó dính lắm. nhấc chân không lên được đó. Nhờ cô nói khéo với với thầy cô hộ tôi. Cô nói một tiếng thì thể nào cũng được. Hoàng Nga làm bộ ngần ngừ một chút rồi đáp. Ừ, vâng, vâng ạ. Ông chủ tịch đảm bảo như thế thì tôi từ chối sao được. Thôi được rồi, để tôi bấm bụng tôi gọi thầy Lâm Quan ngay bây giờ. Xem thầy có có, có thời giờ không. Có gì tôi sẽ báo lại ông chủ. Bà nhất nghe chồng nói chuyện với Hoàng Nga cũng thấy vui trong lòng. Vì bà rất mong cô trở lại. Chuyện tìm hài cốt, ông bố tuy chưa giải quyết xong nhưng bà cũng tạm an tâm. Vì hôm ấy trước bàn thờ đầy hoa quả và khoái hương nghi ngút... Hoàng Nga đã xuất hồn dùng thần giao cách cảm... Tiếp xúc được với vong linh ông bố bà rồi cô kể... Dạ thưa ông cụ thân sinh nói như thế này ạ... À. Ông bảo là đơn vị ông xuất phát từ Quảng Bình... Mới đi được 4 ngày trên đường Mòn Hồ Chí Minh... Thì bị bom của giặc lái Mỹ... Đợt bom đầu tiên ông không có sao cả... Chỉ bị điếc tai thôi... Nói chuyện với đồng đội thì phải dùng thủ hiệu... Tức là lấy tay ra hiệu cho nhau. 15 phút sau, á, giặc lái Mỹ lại quay lại ném bom lần thứ hai. Ông vẫn bám lấy sườn núi. Nhưng đồng đội có mấy người bị hất văng xuống vực. Ông dũng cảm lao xuống cứu. Không may, do sức ép của bom, từng tảng đá lớn bên sườn núi nó đổ nhau nó lở xuống. Thế là đất rồi với đá chút ao ao xuống vực, đè chết cả mấy người dưới hố. Nghe đến đây bà nhất hòa lên khóc lớn rồi nức nở hỏi Thế thì bây giờ chỗ bố tôi nằm hiện giờ có dấu tích gì không Để mình phát hiện anh em hài cốt cụ về ạ cô Hoàng Nga đã chuẩn bị sẵn đáp ngay Bà cứ bình tĩnh tôi có hỏi ông rồi Nhưng ông bảo là thôi cứ để cho ông yên Ông muốn an nghỉ bên cạnh đồng đội Hàng năm cứ đến ngày 12 tháng 9 Gia đình nhớ đến ông là được rồi Chủ tịch nhất nghe Hoàng Nga kể chuyện gặp người từ thế giới bên kia, lòng rừng rưng không tin một chút nào, nhưng thương vợ nên kiên nhẫn đứng chắp tay trước di ảnh nhạc phụ đặt trên bàn thờ trong làn khói mờ mờ ảo ảo. Bà nhất sụt sùi lấy bút ghi ngay dưới tấm ảnh của ông bố. Ngày giờ hàng năm là 12 tháng 9, rồi ngay hôm sau mang bức hình trắng đen của ông lên chùa. Thầy chủ trì đón tiếp ông bà chủ tịch tỉnh hết sức ân cần và dành một vị trí trang trọng nhất để đặt di ảnh của người bộ đội dũng cảm. Chuyện đi lấy hài cốt bà không bàn tới nữa vì ý nguyện của người đã khuất muốn như thế. Chỉ có điều từ hôm ấy, bà thấy lòng mình bớt áy náy hơn vì biết rõ ràng ngày bố bà mất để từ nay cúng dỗ. Huống chi đó là một cái chết anh hùng vì bố bà đã dám hy sinh lao xuống vực cứu đồng đội. Từ đó bà càng có cảm tình với Hoàng Nga và mong cô thỉnh thoảng trở lại ăn với bà một bữa cơm cho vui. Chủ tịch nhất lại càng mong Hoàng Nga hơn bởi Hoàng Nga có kiến thức sâu xa về phong thủy, tiếc rằng dịp này cô bận phải từ chối công tác và giới thiệu thầy Lâm Quan đến thay, cũng tốt thôi vì ông rất cần một người giỏi giúp ông thiết kế căn nhà mới bên sông.